đúng không? Nó Wewood đấy, cùng với cục đẩy, cùng với cây vang, cùng với cây mic. Trong bộ này chỉ có duy nhất cái lần tiếng là của TDL cho thích thôi. Cười đường cay đắng đôi bờ môi.
đi, là đi vào biệt ly. Chẳng hề ý nghĩa gì, đâu có yêu thương gì. Người đi qua rồi, người đã quên tôi. Bỏ tôi từng ngày năm là phương hướng trong đời. Người đi qua rồi, người đã quên tôi. Bỏ tôi từng ngày năm là phương hướng trong đời. Người ơi hãy nhớ ta là cát bụi, sẽ về cát bụi thì xin được con tình yêu. Đời như bao mơ, được mất ta đâu. Hỏi ai có bao giờ không trở về vui đâu. À, bây giờ là anh đã chốt thấy một bộ gồm đôi loa VK720 WeWork các bạn nhé, là bass 40. Ở cái đôi loa thì em đã giới thiệu rất nhiều trên kênh YouTube rồi, các bạn và anh em đã theo dõi và đã biết. Đôi loa này thì có công suất trung bình là 500-700W, trở kháng 8 ohm, độ nhạy là 92 dB, hàng thương hiệu WeWork của Mỹ, sử dụng bass 30, hà lỗ tương hơi phía sau. À, xin phép được giới thiệu lại các bác và anh em. Đó. Rất đẹp luôn. Đây em đóng lên cho anh. Cho dinh nguồn rồi nguồn đâu, cho hết dinh nguồn vào đấy. Đẩy D500 lên tiếng vang cao mở pro. Các bạn mới chú chưa? Đấy. Ừ, các bạn chú mấy chú chưa? Với các bạn Zalo với chú đi, xong rồi có gì không hiểu thì gọi điện. Vào đi. Em cho luôn cả vào đi cho anh.
tiếng ngồi ôm loa. Sao mà chết? Dạ vâng. Xong chưa ạ? Thế này không? Ừ, anh cầm đi, anh cầm một trong đó. Ôi, chào chị nha. Chào tất cả. Chào chị nha. Vâng, chú về ạ. Cái chín còn kia. Đây.